study together. Chào các em, trong video hôm nay chúng ta tiếp tục với nội dung chương trình toán 5, các em sang bài hỗn số. Chúng ta quan sát ví dụ sau. Có 2 cái bánh và 3/4 cái bánh. Chúng ta có các cái bánh này. Đây chính là 2 cái bánh còn nguyên vẹn. Và cái bánh này đã bị cắt đi một phần. Như vậy chúng ta chú ý cái phần tô đậm này chính là cái phần bánh còn. Tức là chúng ta có 2 cái bánh còn nguyên và 3/4 cái bánh còn nguyên. Vậy khi đó chúng ta sẽ nói là 2 và 3/4. Hay chúng ta có thể nói thành 2 cộng 3/4. Và cũng có thể viết thành 2, 3/4. Các em chú ý cách đọc của cách viết. Ví dụ ở đây chúng ta có này 2 và 3/4. Thì chúng ta có thể cách viết thứ nhất là chúng ta viết 2 và 3/4. Cách viết thứ hai chúng ta viết 2 cộng 3/4. Cách viết nữa chúng ta có thể viết thành 2, 3/4. Vậy có nghĩa là các cách viết này cùng biểu thị cho cái việc là có 2 bánh và 3/4 cái bánh. Hay nói một cách khác là giá trị của các cách viết này sẽ giống nhau. Vậy ở đây chúng ta chú ý một cái cách viết. Đó là cái cách viết cuối cùng này. Các em chú ý viết cuối cùng này thì chúng ta lưu ý 2 được viết đằng trước của cái phân số 3/4. Vì vậy 2 người ta gọi nó là phần nguyên, 3/4 gọi là phần phân số. Đó. Thì cái phần phân số này này, nó sẽ có đặc điểm là nó là một cái phân số luôn luôn nhỏ hơn 1. Có nghĩa là cái tử số luôn luôn bé hơn mẫu số. Tử là 3 sẽ bé hơn 4. Rồi, chúng ta thấy này, ta nói gọn là có 2 và 3/4 cái bánh và viết gọn là 2, 3/4 cái bánh. 2, 3/4 gọi là hỗn số. Rồi, các em chú ý. Đây. Đây là khái niệm mới. Cách viết này người ta gọi nó là hỗn số. Đây là một tên gọi em nhé. Khi nó đã là tên gọi thì chúng ta chú ý để chúng ta nhớ được cách chúng ta gọi tên nó. Tiếp theo này, 2, 3/4 thì đọc là 2 và 3/4. Đó, chúng ta có chữ và ở giữa này. 2 chính là phần nguyên, 3/4 chính là phần phân số. Vậy khi đọc, các em sẽ đọc phần nguyên trước, rồi đến phần phân số. Và giữa phần nguyên, phần phân số thì sẽ nối với nhau bằng chữ và. Giả sử chúng ta có ví dụ sau. 1/2/5. Vậy trong ví dụ này, chúng ta sẽ có phần nguyên ở đây, chính là phần viết trước, bằng 1. Phần nguyên là 1. Phần phân số ở đây là 2/5. Chúng ta thấy cái phần phân số này này là cái phần viết đằng sau phần nguyên thì nó có đặc điểm là tử số luôn luôn nhỏ hơn mẫu số. Tức là cái phân số này luôn nhỏ hơn 1 nhé. 2/5 người ta gọi nó là hỗn số. Vậy chúng ta sẽ đọc là 1 và 2/5. Và cái hỗn số này thì chúng ta có thể viết là dưới dạng phép toán cộng. Có nghĩa là lúc này chúng ta có thể viết bằng 1 cộng 2/5. Với hai cách viết này thì đều đọc cho một cái hỗn số ở đây, do đó chúng sẽ bằng nhau. 1 cộng 2/5, đây là phép cộng một cái phân số 2/5 với 1. Do nhanh bằng cách là lấy cái phân số này, chúng ta lấy tử cộng mẫu rồi đem chia mẫu. Như vậy ta được 2 cộng 5 bằng 7 chia 5. Vậy đây chính là kết quả của cái hỗn số này nếu chúng ta muốn đổi sang phân số. Lúc này chúng ta hiểu là hỗn số 1 và 2/5 chính là bằng phân số 7/5. Rồi bây giờ chúng ta trả lời cho bài 1. Dựa vào hình vẽ để viết rồi đọc hỗn số thích hợp theo mẫu. Chúng ta quan sát ở đây. Ở đây chúng ta theo mẫu chúng ta có một hình nguyên vẹn. Như vậy phần nguyên của chúng ta là 1. Một hình là không nguyên vẹn. Chúng ta thấy hình này đã được chia làm 2. Vậy đây chính là phần phân số trong hỗn số. Do đó lúc này chúng ta sẽ viết cái hỗn số là 1/2. Đúng không? Và khi đọc thì các em sẽ viết là 1 và 1/2. Vậy tương tự như thế chúng ta quan sát ở phần A. Khi
Quan sát thì chúng ta tách cho cô thành hai ý. Ý thứ nhất là quan sát những cái hình vẽ nguyên vẹn. Ở đây chúng ta có một, hai hình vẽ nguyên vẹn. Vậy phần nguyên ở đây là hai. Rồi chúng ta xem phần hình vẽ tiếp mà bị khuyết, đúng không? Với cái hình vẽ này thì chúng ta thấy là đã được chia làm bốn phần bằng nhau và chúng ta chỉ có một phần tô đậm này thôi. Còn ba phần này là khuyết. Vậy có nghĩa là chúng ta có một phần tư của cái hình ban đầu. Do đó lúc này chúng ta có thể viết thành là 2, đúng không ạ? Phần nguyên ở đây là 2 và phần phân số ở đây sẽ là 1 phần 4. Vậy chúng ta sẽ viết là 2 1 phần 4. Đây chính là hỗn số 2 1 phần 4 và các em có thể đọc là 2 và 1 phần 4. Tương tự này, với phần B chúng ta quan sát phần nguyên vẹn ở đây chúng ta có hai cái hình nguyên vẹn. Hình thứ ba này chúng ta thấy là được chia ra làm mấy phần? Rồi, một phần này, hai phần này, ba phần, bốn phần và năm phần. Chia thành năm phần bằng nhau và chúng ta thấy rằng chỉ có tô đậm bốn phần. Như vậy chúng ta sẽ có là bốn phần năm. Hai phần nguyên vẹn và bốn phần năm. Do đó lúc này chúng ta sẽ viết hỗn số là hai, bốn phần năm. Tương tự như vậy, chúng ta quan sát phần C. Ở đây chúng ta có các phần nguyên vẹn, đó là ba cái phần đầu tiên là nguyên vẹn. Sang phần thứ tư thì chúng ta thấy là chia làm ba phần bằng nhau và chúng ta có đánh dấu hai phần. Vì vậy, phần phân số ở đây sẽ là 2 phần 3. Do đó, hỗn số chúng ta viết sẽ là phần nguyên là 3, phần phân số là 2 phần 3. Vậy, em viết 3, 2 phần 3. Rồi chúng ta kết thúc bài 1. Sang bài số 2. Viết hỗn số thích hợp vào chỗ chấm dưới mỗi vạch của tia số. A, 0, 1. Ở đây chúng ta có 1 phần 5, 2 phần 5, 3 phần 5, 4 phần 5, 5 phần 5 chính là 1. Bây giờ chúng ta thấy xuất hiện hỗn số 1 và 1 phần 5. Chấm chấm, chấm chấm, chấm chấm đến 10 phần 5 chính là bằng 2. Vậy 10 phần 5 ở đây chúng ta hoàn toàn có thể viết thành 5. Chúng ta sẽ có chỗ này là bằng bao nhiêu? Ta sẽ có là mỗi một cái phần này, ta thấy này, bắt đầu từ đây là chúng ta là 1, đúng không? Vậy tiếp theo chúng ta thấy là mỗi một cái phần này được chia ra từ 1 đến 2 là chúng ta có 1 đơn vị. Và chúng ta chia cái phần này đang chia thành là 1 phần, 2 phần, 3 phần, 4 phần và 5 phần. Tức là từ 1 đến 2 chúng ta đang chia thành 5 phần bằng nhau. Vậy chúng ta viết mỗi một phần này sẽ là 1 phần 5. Mỗi một cái gạch này là 1 phần 5. Tuy nhiên đây là số được tính từ 1 đến 2. Vì vậy đó sẽ có phần nguyên ở đây chính là 1. Tức là các số đứng bên phải số 1 này là những số phải lớn hơn 1 và phần 5. Thì số tiếp theo chúng ta sẽ viết là 1, 2 phần 5. Phần nguyên ở đây vẫn là 1. Bởi vì lúc này cái số 1 này chính là các giá trị tiếp theo. Nhưng mỗi một cái đoạn này chính là 1 phần 5. Do đó chúng ta viết 1, 2 phần 5. Tiếp theo các em viết là 1, 3 phần 5. 1, 4 phần 5. Và cuối cùng ở đây sẽ là 1, 5 phần 5. Đúng không? Và nó chính là 10 phần 5. Tương tự như vậy chúng ta sang ý B. 0, 1 phần 3, 2 phần 3, 3 phần 3. 3 phần 3 chính là 1. Tiếp theo sau số 1 này đi thì chúng ta sẽ chia từ 1 đến 2 chúng ta đang chia làm 3 phần bằng nhau. Vì vậy mỗi một cái phần này sẽ là 1 phần 3 trên cái khoảng từ 1 đến 2. Tuy nhiên trong cái phần này thì các giá trị của chúng ta lớn hơn 1. Vì vậy lúc này chúng ta có thể viết là 1, 1 phần 3. Vậy tiếp theo đây sẽ là 1, 2 phần 3. Và 6 phần 3 sẽ là 1, 3 phần 3. Tương tự này, ở đây chúng ta lại thấy tiếp từ 2 đến 3 thì chúng ta chia làm 3 phần bằng nhau. Vậy mỗi một phần này sẽ chiếm là 1 phần 3 được tính từ 2. Do đó phần nguyên bây giờ sẽ là 2, tức là những giá trị lớn hơn 2 trở đi. Vậy chúng ta viết 2, 1 phần 3, rồi đến 2, 2 phần 3 và đến 9 phần 3 chính là bằng 3. Đúng không? 9 phần 3 chính là 2, 3 phần 3. Rồi chúng ta kết thúc bài hỗn số đầu tiên ở đây. Như vậy trong cái bài hỗn số này thì chúng ta cần ghi nhớ cách ký hiệu của một hỗn số.
Đây là cách ký hiệu cho một hỗn số và cách đọc các thành phần có trong hỗn số. Hỗn số được chia làm hai thành phần, đó là phần nguyên và phần phân số. Lưu ý nữa, đó là cái phần phân số thì luôn luôn nhỏ hơn 1.